Sốp mà sốp mà sướng chấm vn sốp ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao, ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ạ. Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại channel với chúng ta. Và ngày hôm nay thì có rất nhiều các bạn khán giả đang anh ấy hãy làm cho em một clip Murat ở phiên bản mùa này đi. Và đừng quên là anh hãy cầm Murat lấm tặc như thế nào nhá, để em coi Murat ở phiên bản này chơi như thế nào. Ok. Thì ok con dê, hôm nay thì Lao sẽ hướng dẫn tất cả các bạn. Nói chung không phải hướng dẫn đâu, mà Lao sẽ làm một clip Murat lấm tặc để cho anh em biết được những cái mẹo và cần lưu ý khi Murat chơi lấm tặc nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì mình đỉnh quá chắc con mua xanh, như mình nghĩ là rằng ấy là thằng bắt mãn ở bên bộ đỏ đó. Thì mình nghĩ là bây giờ mình sẽ quá cướp búa sánh luôn. Và mình nghĩ vẫn có búa sánh đấy. Như các bạn biết thì Murat sẽ lướt 2 lần chứ 1 để cướp. Nhưng cái quan trọng nhất đó là đây, thằng rừng nó vẫn búa đỏ xong, thì con búa sánh nó đang ăn. Và các bạn nên nhớ là lướt này, các bạn thường mắc cái lỗi lá vào lướt không trúng được tường nó, mà phải lướt vào trúng tường nó để gây choáng. Vì sao lại phải lướt? Đây, mình đã cướp rồi đó các bạn nhé. Vì sao lại phải lướt vào tường nó để làm gì ạ? Khi các bạn cầm Murat cướp rừng ấy, thì các bạn bắt buộc phải lướt choàng thằng rừng của nó để làm gì? Để cho thằng rừng của nó bị mất cái bình tĩnh các bạn. Bị mất bình tĩnh. Cái phá vừa rồi thực sự là không đủ đám trừng phạt nhá. Nếu mà trừng phạt là phé. Nhưng vì lý do thằng rừng của nó bị cuống, bị mất bình tĩnh, nó bị trừng phạt trước. Và mình sẽ bình tĩnh và mình trừng phạt sau, và mình sẽ ăn được cái con bùa của nó. Đấy là cách quan trọng nhất. Và cái thứ hai, khi chúng ta cướp rừng được rồi thì chúng ta sẽ có tham minh cái con bùa đỏ của nó. Thường thì các bạn nhé, rú ké là một vị tướng ăn bùa nó nhanh hơn tất cả các vị tướng khác một chút, như con Phoenix ấy. Thì thường dao động vào cái con bùa đỏ của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 phút, nó sẽ thụt lại tầm 2 giây. Thường những cái vị tướng khác thì nó sẽ ăn tầm 2 phút 14 đến 2 phút 16. Thì chúng ta sẽ lui lại 2 giây đi, là tầm khoảng 2 phút 12 đến 2 phút 14. Thì 2 phút 10 giây thì mình sẽ có mặt ở trong cái con bùa đỏ này. Nếu mà theo mình tính là một vị tướng ăn nhanh như Phoenix hoặc Ruke là hai vị tướng đã... À đây, 2 phút 12 giây các bạn nhá, là con bùa đỏ nó ra rồi. Đấy, thì khi chúng ta cướp một cái con bùa của nó thì chúng ta sẽ có lại tham minh của con bùa thứ hai của nó luôn. Thì mình sẽ cướp triệt để cái vị tướng của nó. Murat là một vị tướng lấm tặc rất tốt nếu khi các bạn biết sử dụng, biết tận dụng những cái điểm mạnh của vị tướng Murat các bạn nhé. Đấy các bạn, đơn giản thôi, nếu các bạn mà cướp lướt chứa một không vào choàng nó ấy, thì các bạn sẽ chơi đây đó hai em ngọt đi luôn. Trời ơi, kèm nó ngọt như nước mía lùi vậy các bạn ạ, ngọt lìm luôn anh em ạ. Đấy, mình xin nói tiếp cho anh em biết một chút. Thường là anh em chơi Murat, anh em hay cướp kiểu hên xui lắm. Bởi vì mình thấy từ mình cướp bò sành nhá. Mình thấy anh em chơi cướp hên xui mà mình thực sự là không nổi được. Bây giờ mình phải nói cho anh em này, nhiều người nhá, lướt chiêu 1. Đấy, ví dụ anh em lướt từ sống đây này, sau anh em lướt vào 2 lần chiêu 1 anh em trừng phạt. Không chơi hên xui, chúng ta không chơi hên xui. Mà đây, mình về cái pha này đỉnh là ban ghi đủ ấy mà thôi. Mà các bạn phải chơi giống như mình nói, các bạn phải chơi thì chắc chắn. Chúng ta phải biết được win thì chúng ta phải chơi, cho hoa hoặc thua thì không bao giờ chơi. Chẳng hạn như cái mèo, chúng ta sẽ đánh với cái đòn tâm lý là phân cao nhá. Khi các bạn choáng thằng rừng của nó ở trong rừng của nó ấy, thì hầu như chúng ta sẽ ăn được 70% con bùa của nó rồi. Vì chúng ta đã thấy chủ động. Thứ hai là nó sẽ bị động. Chủ động đánh nhau thì bị động, thì các bạn, trừ khi các bạn lỗi quá thôi, trừ khi các bạn quá bị lỗi ấy, thì các bạn sẽ bị mất. Nhưng chúng ta sẽ có phần trăm thắng để chúng ta có thể là ăn win con bùa này rồi. Đấy, thì cho nên chắc chắn khi các bạn cướp rừng ấy, thì các bạn phải choáng vào thằng rừng của nó nhá. Các bạn nhá, nên nhớ nhá, choáng vào thằng rừng của nó thì cái việc các bạn cướp bùa nó sẽ nhanh hơn. Và bây giờ cứ tham mình cái con bùa của nó thì mình sẽ có đó, rất là đơn giản, easy. Cái pha này nó sẽ bật chữ 3 lên khả năng đây luôn một chút để mình ăn con bùa đỏ này. Đấy rồi, hãy coi bình tĩnh. Rồi mình sẽ chơi thằng mid rồi nhá. Thằng này rất là khó chịu anh em nhá. 1 2 3 4 lên chém, chiếu hai chém. Choáng rồi, pha này không chết đâu, từ từ bình tĩnh. 3 2 1, thằng này chắc chắn là trong trụ để thử coi. Đây rồi. Rồi ok, không chết được. Sao lại đủ đáng gì nữa đâu mà không với. Rồi cái pha
mình không bao giờ là mình nghĩ mình chết được cái pha này đâu anh em ạ. Thôi được rồi, cái pha này hơi lâu một chút. Và đầu game thì anh em có thể thấy là mình đã đắc đỏ tầm khoảng 1, 2, 3, tầm 3 con bùa rồi. Tầm 3 con bùa của nó ở 2 tên rừng thì nó dẫn là một con bùa tốt. Thì đó là một cái rất là thành công các bạn nhé. Một cái thành công khi chúng ta chơi Murad để cướp bùa nó thì chắc chắn là rú ke nó sẽ rất là thọt. Và các bạn đều biết được rằng khi tất cả các bạn đối đầu với một vị tướng nào đi rừng một tiếng nói thì chúng ta phải phân tích điểm mạnh điểm yếu của từng vị tướng. Chẳng hạn là các bạn đi về rú ke nhá, thì điểm mạnh của rú ke là gì ạ? Nó sẽ có bắt mán, tàu còn băng sướng, tàu đập bị chết, nó thằng bắt mán nhá, nó từ đường in cống nó xuống gánh này. Rồi mình sẽ phân tích tiếp thằng Ruke nhá. Murad sẽ không solo về Ruke trực diện trừ khi thằng Ruke mất chiêu 3 các bạn nhá. Khi nó bật cái giáp ảo nó lên ấy thì chúng ta hầu như sẽ không bao giờ ăn được nó. Và cái thứ hai ấy, chúng ta không được để thằng Ruke tiếp cận ở gần, bởi vì khi ở căng gần thì Ruke là bắn đám rất là to. Cho nên chúng ta vìn vào hai cái điểm mạnh đó của thằng Ruke để chúng ta có thể là tiếp cận và đánh nhau, và nó tùy những trường hợp chúng ta chơi. Và như các bạn biết, khi đánh nhau trừ khi win chúng ta mới đánh, còn cảm giác như không ăn được nó ấy, thì mình sẽ không đánh đâu. Chẳng hạn tí nữa sẽ có những cái tình huống mình sẽ phân tích cho tất cả các bạn, và các bạn sẽ biết được rằng là những lúc nào chúng ta nên chơi. À để thằng Ruke vào bôi xanh của mình kia, từ để mình phạm nút đấy rồi, thằng Ruke vào bôi xanh phải không? Thế, rồi chắc không có đâu, ok không có. À đây, ui mất rồi. Đây mình sẽ lướt toàn Ruke này. Đây thằng Ruke mất chiêu bài nhá, anh em thấy chưa? Vừa nói đấy, khi thằng Ruke mất chiêu bài thì nó chỉ là một vị tướng, nói chung là nó rất là dễ, cực kỳ dễ luôn. Bắt má này, 1 2 rồi, 1 2 3 chiêu 2 4 chết rồi, đơn giản rất đơn giản đó. Mình sẽ không nói đến cho tất cả anh em cách tích nội tài, cách chém hay cách sử dụng chiêu thức của con Murad nữa, bởi vì Murad là một vị tướng nó trải có 13 mùa rồi. Thì các bạn thừa hiểu là thậm chí các bạn chơi tốt cả mình đâu. Đấy, chỉ là các bạn coi vào coi cho mình thì có kinh nghiệm. Đây từ từ, 1, 2, lướt, 1, 2, 3 trúng phạt, rồi đủ chém rồi, chết. Ơ, đấy các bạn, nó rất là ảo ở chỗ đấy. Đấy cái con này mana đó, nó con là đâu, không thể giết được. Đấy, và mình sẽ tầm, ơ, trời tự nhiên lại khó ham đến nay thì di chuyển ảo thế ta. Đấy, mình sẽ tổng kết lại một chút cho anh em biết được rằng là khi tất cả các bạn cướp rừng ấy thì các bạn sẽ chỉ cần các bạn quan rừng nó thôi thì chúng ta sẽ biết được tham cái con bùa, hai con bùa của nó. Và chúng ta sẽ có một cái mèo nhỏ là chúng ta khi lao lên cướp bùa Murad có 2 lần choáng ấy thì chúng ta bắt buộc phải choáng nó 1 lần. Khi thằng rừng nó bị choáng thì đồng nghĩa với việc nó đánh không còn bình tĩnh nữa, thì chúng ta sẽ rất là easy để chúng ta có thể kết liễu con bùa xanh của nó thôi. Và chúng ta sẽ khi chủ động được nắm được hai con bùa tím địch rồi thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái thị trấn đó sao. Nếu mà các bạn ví dụ như trận đấu này ấy, thì mình đã ăn được 2 bùa nó luôn. Thì cái quan trọng là ví dụ các bạn sẽ gặp những trận đấu của các bạn ấy, gặp thằng rừng nó đánh sẽ tỉnh táo hơn một chút, đồng đội nó tỉnh táo hơn một chút, thì lúc đó các bạn sẽ phân tích và các bạn tự suy nghĩ được rồi. Cho nên chắc chắn các bạn không bao giờ gặp lại cái trận đấu tương tự như ở clip này. Những các bạn sẽ lấy đó là kinh nghiệm các bạn nhé. Đấy là cái pha ăn 3 con quái thì mình đã hướng dẫn các bạn từ trước lâu rồi, năm trước đâu, thì mình sẽ không hướng dẫn lại ăn 3 con lịch này đâu. Đấy, cho nên là thường nhiều các bạn xem clip của mình thì nói chung là nó sẽ không trận đấu các bạn ấy thì sẽ xảy ra theo các bạn, chứ không thể nào xảy ra theo clip này được. Nhưng cái lý thuyết các bạn ăn một bùa, các bạn có tham 2 bùa là có, thì chúng ta ở cái thể chủ động thì tùy vào mỗi các bạn thôi. Đấy, nói chung cái này nó hơi khó hiểu một chút nhưng các bạn sẽ hiểu đấy, nó khá là đơn giản đấy. Cho nên là đấy, ví dụ các bạn không cướp được thì chúng ta cũng sẽ có những cái clip của mình vừa làm cho bạn. Đây, từ bình tĩnh chưa, má này trẻ em hai phát biến này về đấy. Ôi rồi băng sướng con, bình tĩnh, ôi con chiếu giết luôn, áp lại luôn, 1 2 ổn, thật không là không thể tin nổi, máy quá. Ôi cái pha này máy mà còn cái chiêu 3 chứ không là mình chết, mình nghỉ cái pha này mình chết rồi đấy. Vừa hồi chiêu 3 luôn. À, đây, quá đã cứu này. Thằng bắt mãn tăng hình nhé. Chạy. Thế nghĩa này không cho mình 3 màng chứ, thêm màng nữa 4 màng. Đấy. Và các bạn đừng quên đang hãy để lại cho mình những cái thử thách rất là tuyệt vời và mình sẽ mày cái thằng bắt mãn tăng hình kìa. Chủ quán quá nhé, mà không ngờ nó quay lại cái pha này. Thật ra không sao, vẫn không vấn đề gì hết. Thì đến cái trận đấu này, đến giai đoạn này thì các bạn đều biết thôi, win rất là easy các bạn nhé.
Và các bạn ơi, đừng quên đang hãy để lại cho mình một nút comment và một nút like để cho mình có những động lực để ngày nào mình sẽ ra clip dành tặng cho tất cả các bạn nhé. Mình có nghe nói các bạn rất thích mình hướng dẫn cách đáy ra tá thế nào này. Rồi nói chung là còn nhiều vì tưởng mình cần phải làm lắm, cho nên là các bạn hãy cho mình một động lực nhỏ nó để đi. Các bạn đừng quên đang hãy comment những cái mà các bạn yếu ở trong cái phần comment của mình, và mình sẽ đọc hết tất cả những comment của các bạn. Cái nội dung nào mà các bạn cần nhất thì mình sẽ làm trước để cho tất cả các bạn. Đương nhiên những bạn nào comment thì mình sẽ đọc hết và cũng sẽ làm từ từ để đáp ứng tất cả các bạn hết. Mặc dù các bạn là một người hay hai người, các bạn có comment đi thì mình sẽ làm những cái nội dung để dành tặng tất cả các bạn. Và sắp tới đấy thì mình sẽ cho ra cái cẩm nang lật kèo ấy, thì các bạn hãy comment thật nhanh đi, chứ không mình làm khi bắt đầu vào cẩm nang lật kèo ấy thì mình sẽ không làm đáp ứng theo các bạn được nữa rồi. Và clip đến đây là kết thúc, và cảm ơn tất cả bạn rất nhiều, và chúc tất cả bạn thật nhiều sức khỏe các bạn nhá. Và tất cả bạn ấy, mà yêu, bye bye.